Em Hoàng An xin gửi lời chào đến tất cả chị và thân yêu. Bản sang ngày hôm nay thì em An sẽ làm một video kể về quá trình đi thu một chiếc xe đã qua sử dụng. Rất là may mắn thì ngày hôm nay em An mua được hai chiếc xe. Chiếc đầu tiên là một chiếc Corolla Cross 2022 bản G. Anh khách thì ở Phú Thọ nhưng mà đang sinh sống ở Bình Dương. Anh để lại cho em An chiếc xe mới đi có 16.000 km thôi. Một chiếc xe nhập Thái, xe rất mới chị nhá. Đi đúng 16.000 đó, mới lắm anh chị ạ. Em An rất là thích mua những xe đẹp đi ít km. Đây là anh chị quý hàng thân yêu, có mẫu xe nào cần bán thì hãy alo cho em An để được thu một cái giá tốt nhất. Đặc biệt là anh chị đang chiếc xe này thì rất mới đấy, anh chị nào mình có xe đẹp cần bán cần trao đổi cứ alo em An thu mua tại nhà. Thường thì em An cũng rất là ít làm những video mà đi thu mua xe chị nhá, nhưng mà có lẽ là thời gian tới thì em An sẽ làm liên tục để anh chị thấy được quá trình đi thu mua xe bên em. Tất cả xe khi mà đã được kiểm tra ok và làm giá cả ok thì em An sẽ quay qua để chị mình xem. Chiếc xe này như mới rồi và em An đều hỗ trợ check test hãng nha chị nhá. Anh chị nào mình cần check test hãng thì cứ mang xe ra hãng mình check test. Em xe này thì sẽ có mức giá khoảng trên 700 một chút. Giá thì em An sẽ báo cố định cụ thể cho anh chị luôn. Một chiếc Corolla Cross anh chị nhá, bản G. Bản G màu đen anh chị ạ. Xe thì em An sẽ bao rút gốc. Rồi, tiếp theo là một chiếc thứ hai. Em An thì mua chiếc này là ASEAN bản đặc biệt 2019. Chiếc xe này thì em An đã kiểm tra hãng này, lịch sử rất đẹp, chuẩn đồng hồ và xem thực tế thì đây là cũng là một chiếc xe mà chủ cũ đi rất là ít, thậm chí là sơn zin còn gần như là hết xe anh chị nhá. 2019 bản đặc biệt mới đi 46.000, tất cả vỏ là theo xe. Bản đặc biệt thì sẽ có cửa sổ trời, option nó min man hơn. Chiếc xe này thì anh khách anh ấy cũng bận, cũng em An cũng biết thông tin xe này cả tháng rồi nhưng mà hôm nay anh mới có thời gian để anh ấy để lại cho em An chiếc này. Bản đặc biệt 2019 màu trắng. Đấy. Xe này thì chắc chắn là sẽ bay rất là nhanh, tại tầm giá thì chỉ nên trên 400 một chút thôi cho chiếc ASEAN bản đặc biệt này. Máy móc thì nguyên bản anh chị nhá. Xe về em An sẽ xì 3